đành lùi bước về sau để thấy em rõ hơn, để có thể ngắm em từ xa âu yếm hơn. Cả ngọn sóng bỗng chốc thu về lại vừa bằng một cô gái. Hay anh vẫn sẽ lặng lẽ kề bên dù không nắm tay những đường chung mãi mãi. Và từ ấy ánh mắt anh hồn nhiên để từ thấy ánh mắt anh hồn nhiên đẹp.